Mới đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi đăng loạt ảnh khoe không gian biệt thự được trang hoàng ngập sắc hoa để đón Tết. Dù chỉ chia sẻ ngắn gọn mình yêu những ngày Tết nhưng dân tình vẫn phải trầm trồ trước không gian sống sang xịn nhà ngọc nữ màn ảnh Việt. Được biết, gia đình Hà Tăng hiện đang sống tại biệt thự ba mặt tiền sang trọng ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi dịp Tết đến là cơ ngơi của người đẹp lại phủ đầy hoa cực kỳ bắt mắt. Tổ ấm 500m² của vợ chồng Hà Tăng được xây dựng, thiết kế với hai tông màu chủ đạo đen và trắng. Ngay cổng và bậc thêm bên trong khuôn viên căn biệt thự nhà hào môn được đặt rất nhiều chậu hoa khoe sắc rực rỡ. Qua các năm có thể thấy Hà Tăng rất chuộng dùng hoa cúc trang trí vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nào nữ diễn viên cũng dùng hoa cúc, hoa vạn thọ, có năm cô lại thêm cây quất để sắc xuân thêm rạng rỡ hơn. Ngoài hoa cúc, khuôn viên vườn biệt thự của Tăng Thanh Hà còn được đặt thêm bưởi sa triệu quả hai mai vàng khoe sắc. Có thể thấy, không gian biệt thự nhà Tăng Thanh Hà luôn sang trọng và ấm cúng trong dịp Tết. Đây cũng là dịp để người đẹp trổ tài trang hoàng cho bằng chị bằng em.